Thảo Tâm tạm biệt mái tóc cô hồng, lý do thay đổi khiến người hâm mộ tích cực thả tim. Nguyễn Lâm Thảo Tâm gây bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài đã trở thành thương hiệu. Không chỉ thay đổi ngoại hình, đây còn là một mơ ước mà nữ diễn viên Gen Z ấp ủ từ lâu. Trong những hình ảnh được Thảo Tâm chia sẻ mới đây, mái tóc suôn dài gắn liền với cô nàng suốt 3 năm qua đã biến mất. Thay vào đó, nữ diễn viên mắt biếc trông trẻ trung, năng động và không kém phần tinh nghịch với mái tóc ngắn ngang vai. Trên trang cá nhân, cô nàng hào hứng chia sẻ, một mong muốn bấy lâu nay của tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi, Thảo Tâm đi hiến tóc. Nữ diễn viên trẻ bộc bạch đã đến lúc cho mái tóc dài được nâng niu suốt 2 năm, đồng thời cùng là đặc điểm nhận diện của cô nàng. Có một màn thay đổi lớn cũng như thực hiện mà cô ấp ủ bấy lâu nay. Theo đó, Thảo Tâm đã hiến 30cm tóc cho chương trình Thư viện tóc của mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Với mong muốn có thể cải thiện chất lượng sống cũng như động viên tinh thần những bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, Thảo Tâm cũng úp mở về một màn thay đổi ngoại hình mạnh mẽ hơn nữa khi khẳng định đây chưa phải là hình hài cuối cùng của mái tóc này đâu. Năm nay, Nguyễn Lâm Thảo Tâm trở lại màn ảnh rộng với vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh Mặt nạ Fenty, một bộ phim thuộc thể loại giật gân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bất ngờ khi xuất hiện trong buổi ra mắt cùng đoàn làm phim Móng Vuốt, một tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Trăm Tỷ Lê Thanh Sơn. Cùng với màn thay đổi ngoại hình mới đây, người hâm mộ càng thêm kỳ vọng nữ diễn viên sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ.